Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Laptop Việt Way. Thì hôm nay mình đã quay trở lại đây để hướng dẫn cho mọi người các cái thủ thuật hay để cũng như các cái mẹo hay để mọi người sử dụng Canva nhé. Thì hôm nay quay trở lại đây với mục đích là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tạo một cái QR code cực kỳ đẹp bằng Canva. Thì sau đây mình sẽ không làm vòng nữa, mình sẽ bắt tay vào để hướng dẫn mọi người luôn nhé. Đầu tiên thì để truy cập được vào cái trang web Canva thì mọi người sẽ truy cập cho mình bằng Cốc Cốc hoặc là Google Chrome. Ở đây thì mình sẽ sử dụng Google Chrome để đăng nhập nhá. Mọi người cũng có thể sử dụng Cốc Cốc cũng được, hai cái này nó cũng giống nhau, nó cũng không có gì khác nhau cả. Thì khi mà vào được rồi, mọi người sẽ nhập cho mình cái từ khóa là canva.com nha. Canva.com này. Ấn Enter này. Sau khi mà ấn tìm kiếm xong thì đây chính là cái giao diện của Canva này. Nếu mà các bạn đã có tài khoản sẵn rồi thì các bạn sẽ ấn cho mình vào phần đăng nhập nhé. Còn nếu mà chưa thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình là đăng ký để tạo cho mình một cái tài khoản Canva này. Ở đây thì mình sẽ lựa chọn là đăng ký nha. Đăng ký này để hướng dẫn cho các bạn, những cái bạn nào mà các bạn chưa có tài khoản ấy, các bạn chưa biết tạo tài khoản ấy thì các bạn có thể xem video của mình để xem cách tạo nha. Ở đây thì nó sẽ bắt mình tiếp tục mới lại Google hay là mới lại Facebook hay là mới lại email. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tiếp tục mới lại Google nha. Sau đó thì nó sẽ bắt các bạn nhập cái địa chỉ email của mọi người này hoặc là cái số điện thoại của mọi người ở đây. Ở đây thì mình để dễ nhất, đăng nhập một cách dễ nhất thì mình sẽ nhập cái địa chỉ email của mình ở đây nhá. Ví dụ địa chỉ email của mình là Trần Thị Anh Tuyết này. 909a@gmail.com. Sau cái bước này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu email của mọi người ở đây nhá. Đây nha. Mật khẩu của bạn này chính là cái mật khẩu email của mọi người mà vừa nãy mọi người đã nhập vào. Mình sẽ nhập mật khẩu email của mình vào đây nhá. Sau đó ấn tiếp theo này. Mọi người đợi khoảng 1 2 giây nhé, sau đó mọi người ấn tiếp tục này. Mọi người tiếp tục đợi khoảng 1 đến 2 giây nữa. Thì đây chính là cái giao diện chính của Canva mà được tạo bằng chính cái tài khoản Gmail mà vừa đấy các bạn vừa nhập vào đấy. Canva thì nó cho phép các bạn thiết kế được rất rất nhiều các loại ấn phẩm khác nhau, ví dụ như là banner, poster, standee này, hay là hồ sơ xin việc, hay là các cái ảnh của bài đăng này, rất rất nhiều các loại ấn phẩm khác nhau. Tuy nhiên thì các bạn khi mà các bạn thiết kế thì các bạn sẽ chú ý cho mình về cái kích thước nha, bởi vì mỗi một cái ấn phẩm nó lại có một cái kích thước khác nhau, nếu mà các bạn thiết kế nó không đúng chuẩn kích thước của nó ấy, thì sau khi mà mọi người sử dụng, mọi người ví dụ như là mọi người up lên các cái sàn thương mại điện tử hay là các cái kênh social ấy, thì khi mà các bạn thiết kế nó không đúng kích thước cái up lên nó sẽ bị cắt mất cái ảnh cũng như nó sẽ bị thiếu các cái phần của cái ảnh đó. Thì ok, đầu tiên thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn mọi người thiết kế một cái mã QR luôn nhé. Mọi người sẽ vào cho mình cái phần thiết kế nổi bật này, sau đó mọi người nhìn sang cái cột marketing này, mọi người thấy không, cột marketing này ở phần cuối cùng nó có một cái là tạo mã QR, mọi người ấn vào đây nhé, ấn vào tạo mã QR này, sau đó mọi người ấn tiếp tục ấn vào tạo mã QR nữa này. Mọi người đợi khoảng 1 đến 2 giây nhé. Nó đang tải lên là hơi lâu. Sau đó nó sẽ hiện cho các bạn một cái bảng như này là tạo mã QR nhanh chóng. Mọi người có thể dùng trong cái thiết kế hiện có, nghĩa là dùng trong một cái bản thiết kế mà các bạn đã thiết kế sẵn rồi, hoặc là các bạn sẽ dùng trong bản thiết kế mới. Ở đây thì mình sẽ dùng trong bản thiết kế mới luôn nhé. Sau đó mọi người sẽ điền cái kích thước cỡ tùy chỉnh của cái QR đó ở đây. Cỡ tùy chỉnh này. Sau đó mọi người điền kích thước của mã QR, thường thường kích thước của mã QR này mình sẽ điền là 500. Rộng là 500, cao là 500, nghĩa là hình vuông đấy. Và đơn vị là pixel này, sau đó mọi người ấn vào tạo thiết kế mới nha. Ok. Sau khi mà nó đã hiện ra một cái bản thiết kế, một cái gọi là một cái nền màu đen hình vuông ở đây rồi. Kích thước là 500 nhân 500 là kích thước mà vừa nãy mình đã đặt vào đây rồi ấy. Sau đó mọi người sẽ nhìn sang cho mình cái thanh bên bên tay bên trái này nhá. Nó có một cái phần gọi là URL này, chính là cái link ấy. Bây giờ mọi người muốn thiết kế cái mã QR này, khi mà người khác quét cái mã QR của mọi người ấy, mọi người muốn nó hiển thị sang cái gì thì mọi người sẽ để link là cái đấy. Ví dụ như là mình muốn khi mà mọi người quét cái mã QR của mình thì nó sẽ hiển thị ra kênh YouTube của công ty mình chẳng hạn. Đấy nhá. Kênh YouTube của công ty mình nhá, Laptop Việt Quay này. Ví dụ như là bây giờ mình muốn mọi người quét ra mà nó hiển thị được cái kênh YouTube này của mình. Đây nhá, kênh này nhá. Thì mình sẽ copy cái link bên trên này, mọi người thấy không? Cái link bên trên thanh công cụ tìm kiếm này, mình sẽ copy lại cái link này nhá, Ctrl C nó lại này. Sau đó quay trở lại cái phần thiết kế này. Mọi người Ctrl V nó vào đây nhá, nghĩa là dán nó vào đây này. Rồi ấn tạo mã.
Thì đây chính là cái mã QR mà mình vừa tạo ra từ cái link này nhá. Thì khi mà người khác quét cái link này, quét cái mã QR của mình ấy, thì nó sẽ hiển thị ra ngay cái kênh YouTube này của mình. Đó, mọi người có thể phóng to lên hay là thu nhỏ lại cái mã này này. Phóng to hay thu nhỏ này. Đó, mình sẽ đeo kích thước như này thôi nhá. Sau đó mọi người tiếp tục nhìn sang cho mình cái thanh bên trái, nó tiếp tục có một cái phần nữa là tùy chỉnh này. Mọi người click vào nó để sổ xuống nhá, sổ nó xuống này. Thì nó sẽ cho mình màu nền. Nó sẽ cho mình chỉnh cái màu nền này, màu tiền cảnh này và lè này. Thì ở đây mình sẽ chỉnh màu nền nhá. Ở đây màu nền của mình đang là màu trắng thì mình sẽ thay thành một cái màu khác đi. Ví dụ như là mình đẹp màu màu này cũng được. Ok. Sau tiếp tục là đến màu tiền cảnh. Màu tiền cảnh chính là cái màu đen này này. Cái này gọi là màu tiền cảnh này. Mọi người có thể thay thế nó thành bất cứ một cái màu gì đấy. Ở đây thì mình sẽ thay thành màu trắng đi nhá. Nếu mà mọi người nhìn vào cái này mọi người hơi khó tìm cái màu mà mọi người ưng ấy, thì mọi người có thể lên Google nha. Mọi người gõ là mã màu, ví dụ như là mã màu vàng hay mã màu cam, mã màu đỏ ấy. Sau đó mọi người quay trở lại nha, mọi người ấn vào đây này, click vào một cái nó sẽ tự bôi xanh này này. Sau đó mọi người Ctrl V nó vào, nghĩa là viết cái mã màu đấy vào trong cái khung này này, là nó sẽ tự động hiển thị ra cái mã màu mà mọi người muốn. Đó, đây thì mình sẽ để màu trắng nhá. Sau đó là phần lè này, thì cái này mình sẽ vẫn giữ nguyên là lè là 2 nhá. Sau đó mọi người ấn tạo mã tiếp này, ấn tạo mã một lần nữa thì nó sẽ tạo ra một cái mã QR mới. Mình có thể xóa cái mã cũ đi đấy để mình sử dụng cái mã mới này. Đó, mọi người thấy không, mình có thể khi mà mọi người tạo một cách bình thường ấy, mọi người có thể lên Google mọi người tạo là tạo mã QR thì nó chỉ tạo được một cái màu màu đen thôi. Khi mà mọi người tạo trong Canva ấy, thì nó sẽ cho mình sáng tạo, nó sẽ cho mình sáng tạo được cái màu nền cũng như là cái màu tiền cảnh cho mình có những cái mã QR nhìn nó sẽ đặc sắc hơn. Nó thì cực kỳ đơn giản luôn. Sau khi mà đã tạo được rồi thì các bạn nhớ cho mình là đặt tên cho cái mã QR này nha, để khi mà các bạn lưu lại, các bạn cần tìm lại, các bạn muốn mang đi in hay là mang muốn đi làm gì chẳng hạn thì mọi người tìm lại nó sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như đặt tên là mã QR YouTube laptop Vietway nha. Khi mình tìm lại nó sẽ dễ tìm hơn. Ok, sau đó các bạn vào cho mình phần chia sẻ này, ấn tải xuống này, chọn định dạng loại tệp này. Thì ở đây mọi người sẽ tải cho mình là định dạng JPG nhá, hoặc là PDF tiêu chuẩn, hoặc là PDF bản in. Thường thì PNG các bạn lên tải ở cái định dạng, ví dụ như là mọi người thiết kế logo ấy, thì mọi người sẽ tải ở dạng PNG. Hay là còn video MP4 thì mọi người tải ở cái định dạng video nha. Ví dụ như là mọi người thiết kế video thì mọi người sẽ tải là dạng video. Đó, ở đây thì mình sẽ tải với dạng là JPG nhá. Sau đó ấn tải xuống này. Mọi người đợi nó chạy hết cái thanh này, có nghĩa là nó đã tải thành công. Đó, nó tải thành công rồi nhá. Thì đây chính là cái mã QR mình vừa thiết kế xong. Mọi người có thể mang đi in để bán, hoặc là mang đi in khi mà ai muốn hỏi về cái công ty của bạn, về cái kênh YouTube của bạn, thì các bạn có thể dơ ra mà không mất công phải tìm, chỉ cần quét một cái là đã có thể xem được rồi. Ok, thì đấy chính là cái cách mà tạo mã QR hay bằng Canva mà mình muốn giới thiệu cho mọi người. Ngoài hướng dẫn mọi người tạo mã QR này, hay là thiết kế các cái ấn phẩm về Photoshop, hay là Photoshop ngoài hướng dẫn mọi người thiết kế các cái ấn phẩm, ví dụ như là banner, poster hay là stand ra, thì mình còn thiết kế hướng dẫn mọi người thiết kế rất nhiều các loại ấn phẩm nữa bằng Canva. Thì để xem thì mọi người có thể vào kênh của mình nhá. Mọi người vào YouTube rồi xong đó mọi người tìm kiếm bằng laptop Vietway như này này. Mọi người tìm kiếm nha. Sau đó mọi người xem, mọi người chọn cái kênh mà có hình máy tính màu cam cam như này. Mọi người chọn vào đây, sau đó khi mà đã vào được kênh rồi thì mọi người nhớ ấn cho mình xin một nút đăng ký nha. Và mọi người ấn phần danh sách phát này. Trong này thì mình có tạo một cái danh sách phát là hướng dẫn sử dụng Canva từ A đến Z. Mọi người có thể vào đây để xem các cái thủ thuật hay cũng như là các cái mẹo hay về Canva mà mình chia sẻ trong đấy nhá. Biết đâu khi mà các bạn xem xong thì các bạn có thể sử dụng Canva được một cách chuyên nghiệp giống như mọi người sau những người khác. Mình thực ra là mình cũng gọi là nghiệp dư chứ mình cũng không gọi là chuyên nghiệp lắm. Nói chung là mình có đủ kiến thức để có thể hướng dẫn cho mọi người. Thì video của mình tới đây là kết thúc rồi, thì rất mong mọi người sẽ ủng hộ mình ở các video tiếp theo nha. Ok, cảm ơn mọi người đã xem.